Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với cái chương trình học xây dựng phần mềm quản lý trên AppSheet. Thì trong bài trước thì mình đã xong cái phần để mà mình tạo một cái phiếu nhập cũng như một cái phiếu xuất rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi tiếp cái bài hôm nay, đó là mình làm thế nào để mình in cái phiếu đó ra, và thứ hai đó là mình sẽ làm thế nào để mình cân đối cái báo cáo nhập xuất toàn của mình khi mình có phát sinh nhập xuất. Thì trong cái bài hôm nay thì Hiền sẽ giúp các bạn giải quyết hai cái vấn đề này. Nào, bây giờ mình sẽ test sơ lại những cái mình đã làm qua ha. Mua hàng thì ở đây mình vào trong cái data mua hàng thì mình sẽ tạo được cái đơn hàng mua. Chọn nhà cung cấp mua hàng thì nó sẽ liên quan đến nhà cung cấp, ví dụ lý do là mua hàng. Rồi mình muốn thêm mặt hàng nào mình cần mua, mình chọn mặt hàng mình đưa vào. Chọn số lượng rồi mình nhập. Ví dụ như ở đây mình một mặt hàng mình có chiết khấu hay không, mình có thể mình thêm vào đó. Rồi mình VAT 10% rồi người giao B đó, thì mình đã tạo xong một cái phiếu là mua hàng. Tương tự bên bán hàng, thực ra hai cái data mua hàng bán hàng mình được tạo nên bởi cái slicer chứ không phải bởi một hai cái data khác nhau ha, nó vẫn đổ về chung một cái data, nhưng mà khi mình tạo cái slicer thì mình sẽ hiểu được là nó sẽ tách cái data ra. Đây là bán hàng. Bán hàng thì nó cũng sẽ tham chiếu trong cái danh mục hàng hóa, nhưng mà nó sẽ tham chiếu vào trong cái giá bán. Thì mình sẽ lưu lại một cái bán hàng cân đối giữa bán hàng mua hàng, thì mình sẽ có là cái báo cáo nhập xuất toàn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái phiếu để mình xuất ra hai cái báo cáo này. Thì để làm cái này thì mình cần phải xuất ra một cái file PDF, và AppSheet thì nó sẽ sử dụng cái phương pháp là đầu tiên là nó sẽ sử dụng một cái form do mình tạo. Mình sẽ tạo một cái form để mình xuất ra. Thì form thì mình có thể tạo mặc định. Đầu tiên là các bạn cần phải tạo cái này, thì bây giờ mình sẽ nắm về automation. Trong cái bài hôm trước thì mình đã có một cái ví dụ về cái automation xuất một cái file danh sách nhân viên rồi. Thì trong cái bài hôm nay thì mình sẽ tự tạo một cái automation để mình xuất một cái đơn hàng từ cái PO này. Dù cái PO này nó sẽ có cái đơn hàng như vậy, thì bây giờ mình làm thế nào để mình xuất cái đơn hàng này ra? Thì bây giờ để trước khi làm thì Hiền sẽ kiểm tra sơ lại trong cái PO của mình, nó sẽ có một số cái cột quan trọng. Thứ nhất cái là cái mã số PO để mình phân biệt là cái đơn hàng nào, để mình sẽ đặt tên nó trong cái phiếu mình xuất ra. Cái thứ hai đó là mình sẽ check được cái thời gian mình xuất để mình lưu cái tên file của mình theo cái mốc thời gian đó. Thì ở đây Hiền sẽ lấy cái mốc thời gian là theo cái ngày cập nhật đó, bởi vì mỗi lần mình thay đổi cái gì đó trên cái dòng data này thì nó sẽ cập nhật vào đây. Thì bây giờ mình sẽ tạo đầu tiên mình sẽ áp dụng cái action mà mình học được trong những bài trước. Thì mình sẽ vào behavior, mình sẽ tạo một cái file để nó một cái hành động để nó ghi cái tên file đó. Bây giờ mình sẽ tạo một hành động là ghi ghi phiếu nhập xuất đó. Phiếu nhập xuất, cái hành động ghi phiếu nhập xuất này của mình nó sẽ được lưu thực hiện ở trên cái bảng của mình, đó là bảng PO. Trong bảng PO mình sẽ sử dụng cái action của mình, đó là set a value of some column. Thì tại đây bạn tìm tới cho mình đó là cái tên file in. Nhưng mà trước khi tìm cái tên file in, mình cần cái ngày cập nhật, mình sẽ cập nhật trước. Khi mình nhấn cái hành động này thì cái ngày cập nhật nó sẽ cập nhật là bây giờ. Mình dùng cái hàm null để nó ghi nhận cái thời gian mình cập nhật. Rồi tiếp đến là mình sẽ tạo cái giá trị thứ hai, đó là cái file in của mình á, nó sẽ đặt cái tên file giống như Hiền phân tích ban đầu. Thì mặc định AppSheet nó sẽ lưu cái file của mình trong cái tên của cái dự án. Bây giờ Hiền sẽ vào info ha, your property đây, thì cái dự án của mình nó sẽ lưu như thế này trong cái thư mục AppSheet, trong data và trong cái tên của cái thư mục dự án là cái thư mục như thế này đó. Mỗi cái dự án của mình nó đều có một cái ID, thì đây là cái tên của cái ID dự án của mình. Các bạn có thể kiểm tra cái này trong Drive, My Drive. Rồi các bạn có thể mở, thì mở thẳng luôn vào trong này cho nó lẹ ha. Mình vào thẳng luôn trong AppSheet Data.
Đó thì mình vô trong data. Đó thì mình sẽ tìm tới cái dự án của mình. Cái dự án của mình tạo ra đó là cái AppSheet Team. AppSheet Team. Team AppSheet. Cái tên của mình là Team AppSheet. AppSheet. Đây là tên dự án của mình là nó tạo ra ở đây. Thì bây giờ mình sẽ mở cái dự án này ra. Thì mặc định AppSheet nó sẽ lưu tất cả những cái file, những cái gì của mình trong này. Và khi bạn copy một cái app được chia sẻ thì cái sụt của bạn nó cũng sẽ nằm trong này luôn. Còn hiện tại do mình tạo, mình lấy cái sụt mình lưu ở ngoài nên nó không nằm trong này. Nhưng mà khi bạn copy cái sụt thì nó cũng sẽ về đây luôn nhé. Rồi thì bây giờ tất cả những cái template của mình nó sẽ nằm trong content, trong cái thư mục content này. Hiện tại Hiền đã có một cái template xuất lý lịch nhân viên rồi. À bây giờ các bạn để ý mình sẽ tạo một cái template thứ hai, hoặc là nếu bạn có sẵn một cái template cái phí xuất kho thì bạn có thể bỏ vào đây. Đó, phí nhập xuất bạn có thể copy bỏ vào đây. Đó. Bây giờ Hiền sẽ thử copy một cái phí nhập xuất khác mình bỏ vào ha. Vô một cái thư mục khác. Copy một cái mình bỏ vào. Để coi thử mình có cái nào đây. Quản lý kho hoặc AppSheet. Dùng cái này. Trong cái content này chắc là có cái phiếu nhập xuất. Đây. Ví dụ như ở đây mình đang có một cái template, nó lưu ở trong cái template như thế này. Thì bạn có thể lấy một cái template sẵn có rồi bạn edit lại. Ví dụ đây là một cái template sẵn có. Này, đây là một cái template sẵn có. Mình có thể mình copy cái template này để mình đưa vào trong cái queue của mình. Đó. Template của mình như vậy. Mình có thể mình tạo một cái bản sao. Đó. Ví dụ mình để đặt cái tên là template. Phiếu nhập xuất. Thì cái template như thế này thì nó không phải là cái template chuẩn so với cái data của mình, nên khi các bạn tạo cái này các bạn để ý các bạn phải sửa hết lại tất cả những cái name. Và khi bạn tạo một cái template mới thì bạn sẽ lưu vào trong drive của tôi, rồi bạn tìm tới cái thư mục của mình có tên là AppSheet, rồi bạn tìm tới data tìm tới tên của cái dự án của mình có tên là Team AppSheet. Nãy Hiền mới 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 mở lên cho anh chị xem ha. Team AppSheet. Đây. Rồi mình vô trong cái content mình lưu trong này, chọn này, lưu này. Ok. Thì như vậy nó sẽ tạo ra cho mình một cái template. Nhưng mà cái template này á, thì nó là cái data, tất cả những cái cột tham chiếu của nó là nó lấy từ cái data cũ. Nên dường như là cái này mình copy qua đây mình không có xài được. Chỉ là copy cái khung này thôi. Nên các bạn để ý là mình nếu mình sử dụng cái template như thế này bạn phải sửa hết lại toàn bộ nha. Rồi bây giờ sau khi Hiền tạo cái template xong thì mình quay lại cái app của mình. Các bạn nhớ là ok. Hello, chào mọi Chào người. bạn Phượng nha. Ok. Hôm nay học bài gì đó bác? Hôm nay mình sẽ học cái phần quản lý kho, mình tạo cái phiếu in, phiếu nhập Hay xuất và báo cáo nhập xuất tồn. quá. Ok Như bác ha. Rồi. quay video nhé. Hôm em Ok, ở ok. trên app à? Rồi. Có đầy đủ nha. Ok. Rồi, cái đường dẫn mà nó sẽ lưu cái file của mình là ở trong data và trong cái thư mục là nó lưu trong cái content này. Template của mình nó sẽ lưu trong cái content. Content này không phải của nó. Quay lại cái content của team AppSheet ha. Nó sẽ lưu trong cái content của team AppSheet. Anh làm cái template mới hoàn toàn được không anh? Được luôn. Rồi, để Hiền sẽ tạo một cái template mới hoàn toàn luôn ha. Đỡ phải sửa. Rồi, bây giờ là các bạn nhớ cái đường dẫn này nha. Đầu tiên là Hiền phải nhớ cái đường dẫn này. Hiền làm hoài nên Hiền sẽ nhớ cái này. Nhưng mà các bạn làm không nhớ thì các bạn copy cái này. Các bạn có thể copy nguyên cái đường dẫn này cũng được. Nhưng mà copy nguyên cái đường dẫn này mình sẽ gặp một cái vấn đề là khi mình xuất cái file mới á, mình copy ra một cái app mới mình để đi sửa lại cái đường dẫn. Nên Hiền sẽ không copy nguyên cái này, mà Hiền sẽ đặt cái action của mình nó đi theo cái cú pháp như sau. À các bạn để ý chỗ này nha, phải làm đúng theo hướng dẫn của Hiền, không là sau này cứ làm xong rồi lên hỏi tại sao mình xuất PDF nhưng mà mở không được.
Rồi bây giờ mình mở lại cái action hồi nãy mình tạo là ghi 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 tên file đúng không? Ghi phiếu nhập xuất. Rồi, cái tên file này nè, mình sẽ đặt cái cú pháp của nó là nó sẽ lưu trong appsheet xịt data. Đó, đầu tiên nó sẽ lưu trong này. Rồi tiếp đến là mình dùng cái hàm concatenate để mình nối tất cả này lại với nhau nhé. Đó. Rồi cái cú pháp thứ hai của concatenate là mình sẽ sử dụng cái hàm contest. Lại là cái hàm contest, mình xài cái này rất là nhiều đúng không? Nhưng mà contest bây giờ mình sẽ không lấy cái view nữa mà mình sẽ lấy là cái app name, có nghĩa là tên của cái app của mình đấy. App name. Đây, app name là cái tên app mình đây. Ví dụ như giờ cái tên của mình, những cái tên lưu trong cái data này là những cái tên app đây. Ví dụ team appsheet management là cái tên app của nó, mình appsheet nó sẽ lấy ra như vậy là team appsheet management 1670350. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy được cái app name rồi, mình sẽ lấy tiếp là nó sẽ lưu ở trong cái thư mục của mình là file. Đó. Cái file PDF nó sẽ lưu trong file. Thấy chưa? Cái đường dẫn của nó y chang đường dẫn trên máy tính thôi. Nó lưu trong file. Thấy chưa? Rồi file này phải có dấu xịt cái nha. Không có dấu xịt là nó đang hiểu đây là một cái tên của cái file chứ không phải là thư mục. Rồi tiếp đến là cái cú pháp của cái cụm. Hiện tách riêng cái cụm này ra. Thì dùng concatenate hiện tách riêng cái cụm này ra. Cái cụm này nó sẽ được đặt theo cái tên của cái BO của mình. Bạn muốn đặt tên gì cũng được ha. Thì lấy theo cái tên BO. Và các bạn để ý cái số BO này là nó không được có dấu xịt nha. Nếu nó có dấu xịt, phần mềm nó sẽ hiểu đó là một cái thư mục. Nha. Nên nếu các bạn có dấu xịt thì bạn dùng hàm substitute để chuyển dấu xịt thành dấu gạch. Đó. Đó thì nó sẽ lấy cái số BO này. Nó sẽ nối với lại. Ví dụ mình nói là hàm gạch vậy đi ha. Đó. Rồi nó nối tiếp với lại cái hàm test. Hàm test này mình sẽ lấy tiếp cái cột của mình đó là hồi nãy mình gắn ở trên cái dòng trên của mình mà nó là ngày cập nhật. Đó. Ngày cập nhật. Có phải ngày cập nhật không? Mình kiểm tra lại trong cái appsheet toolbox của mình ha. Update BO. Người kiểm tra, người phê duyệt. Chưa có ngày cập nhật hả? Update. Nó chưa có cái ngày cập nhật. Mình nó phải có ngày cập nhật chứ. Để coi là ngày cập nhật. Ngày cập nhật là có. Rồi là ngày cập nhật ha. Ngày cập nhật. Ngày cập nhật này mình sẽ định dạng nó sang cái kiểu định dạng là Yia, Minh Minh, Đết Đết. Mọi người có một cái kiểu đặt tên ha. Hiền đặt cái kiểu này. Đó. Thì nó sẽ lấy giờ, năm, tháng, ngày, phút, giây luôn. Nó lấy chính xác luôn như vậy. Một số bạn sử dụng cái hàm nâu. Nếu bạn sử dụng hàm nâu thì bạn chỉ nên ghép tới giây, tới phút thôi. Đừng có giờ giờ nữa ha. Giờ giờ, phút phút, giây giây. Bạn chỉ ghép tới phút thôi, đừng ghép tới giây. Nhưng mà nếu mà bạn gắn hàm nâu á, thì mỗi lần cái công thức bạn chỉnh á, thì nó lại bị nhảy. Dẫn đến là nếu mà cái file bạn xuất nó bị chậm á, thì nó sẽ gây ra lỗi ha. Nên các bạn để ý chỗ này. Rồi, tiếp đến là cái cụm cuối cùng của nó á, là chấm PDF show. Đó thì như vậy đây là một cái cụm. Nó gồm có 3 group ha. Này hiện enter xuống dưới. Mọi người làm đúng theo cái này thì sau này cái cú pháp của mình là nó chuẩn á. Đó. Thì bây giờ mình sẽ copy cái cụm này lại nè, để lát mình sẽ đưa vào trong cái automation. Ok. Lưu lại ha. Đây là cái để mình ghi phiếu. Mình ghi phiếu. Rồi tiếp đến là mình sẽ tạo một cái automation để mà mình sẽ xuất cái phiếu này ra. Đó, thì mình có thể mình chỉnh lại cái biểu tượng của cái này ha. Ví dụ cái này export. Mình có thể chỉnh lại một cái nút gì đó. Rồi. Mình muốn nó hiển thị ở trên đầu thì chọn display prominently. Ok. Behavior thì cứ để bình thường. True. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng automation. Automation, bạn click vào automation thì bạn sẽ thấy nó có bốn cái menu ở trên, là có boot, event, process và task. Boot đó là cái mà mình đặt tên cho nó, đây là một cái gì cái cú pháp tự động để cho nó thực hiện những cái hành động, cái event.
cái event này nó sẽ được xử lý thông qua những cái quá trình như thế nào và nó sẽ chạy những cái hành động nào, cái tác vụ nào. Thì đầu tiên là bạn chỉ cần vô cái bút này thôi, bạn chọn new bút. Rồi khi bạn chọn new bút thì mình làm gì đây? Mình sẽ dò trong cái file. Mình gõ file nhưng mà nó không có. Mình gõ file mà nó không có gợi ý thì thôi, bây giờ mình tự tạo luôn. Mình lưu lại cái đã đi ha, lưu lại trước. À, nhiều khi mình gõ vô đây thì put no data define. Rồi. Delete trong này trước đi. Vô lại nha. New put. Rồi. Thì sẽ gõ là file. File không có file, nó không gợi ý được cho mình thì mình tự tạo thôi ha. Mình tự tạo, mình chọn là configuration. Ở đây nó sẽ có file in, mình gõ từ file đi ha. Là công việc đính kèm. Đó. Vậy là cái phiếu nhập xuất của mình chưa có file à, để mình kiểm tra lại nhé. PO. Là bây giờ mình sẽ dò trong cái cột cả số phiếu. Nó báo diversion. Đang không upset, nó báo là có hai version. Giờ mình mở lại nha. Rồi bây giờ Hiền sẽ gắn cái hành động mình, nó sẽ chạy khi mình nhấn vô. Ôi sao ở đây nó có hai cái cột trống. Mình ra coi mấy cái cột này không cần thiết thì xóa. Khi cái file in này của mình á mà nó thay đổi giá trị thì nó sẽ bắn cái tín hiệu để cho con bot mình nó chạy. Đó, mục đích của nó là như vậy ha. Bây giờ mình chọn là new bot. Nãy mình tạo ra đây rồi mình chưa có điền nên nó báo lỗi. Bây giờ mình chọn là configuration. À. Thường là mình sẽ gõ đây, có thể là do mạng nên nó sẽ không có gợi ý được cho mình. Chứ nếu mình gõ vô đây nó sẽ gợi ý cho mình là file in nè. Đó. Nhưng mà sao ở đây nó chỉ gợi ý mỗi danh sách nhân viên, mình sẽ chọn create a custom event. Đó. Thì ở đây mình chọn là cái xuất PDF phiếu nhập xuất đi ha, đặt tên cho nó. Thì ở đây mình sẽ chọn, không có chọn on chain mà mình sẽ chọn là update only ha. Update only. Rồi ở đây mình sẽ chọn trong cái bảng của mình, đó là cái bảng PO. Chọn trong cái PO ha. Đây mình chọn trong cái PO. Chỗ này mình sẽ đặt một cái điều kiện. Cái điều kiện là trước thay đổi và sau thay đổi, thì các bạn nhớ cái cú pháp này. This row before của cái cột là file in, mà nó khác với lại this row after. Đó, có nghĩa là trước đó nó khác với sau đó của cái file in, thì cái con bot này nó sẽ chạy. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. This row before của cái file in nó khác với this row after của file in, thì nó sẽ bắn tín hiệu để cho con bot này nó chạy. Và bây giờ mình muốn nó chạy cái gì thì mình sẽ add project cho nó. Đó. Thì ở đây mình chỉ cần chạy một cái thôi, đó là mình xuất PDF, mình chọn create a custom step. Đây mình đặt tên lại cho mình cái step này, mình đặt là xuất PDF ha, xuất phiếu nhập xuất đi. Ok. Rồi mình sẽ chọn ở đây run a test. Run a test mình sẽ chọn create a new test. Đó, ghi là xuất file PDF. Xuất phiếu nhập xuất PDF. Thì tại đây mình sẽ chọn có nó rất là nhiều cái action chỗ này, cái task chỗ này ha. Gửi một email nè, gửi một thông báo, gửi một tin nhắn nè, thực hiện một cuộc gọi quy hút nè. Mình chọn create a new file thôi ha. Tại đây các bạn sẽ chọn cái table của mình cần tạo, đó là table PO.
cái file mình cần xuất là mình chọn là PDF. Tại đây mình sẽ chọn một cái template sẵn có, nếu mình có sẵn cái template rồi mình chọn trong Google Drive, còn nếu mình không có thì mình chọn create thì nó sẽ tạo ra một cái template ha. Khi mà tạo ra một cái template thì các bạn kiểm tra ở đây, bạn sẽ thấy vô trong cái content, bạn sẽ thấy nó tạo ra đây một cái template mới liền nè, thấy chưa? Đó, cái phiếu nhập xuất nè, cái template nó vừa mới tạo ra vào lúc 21:07 đây. Bạn không cần phải vô đây kiểm tra mà ngay ở trên cái trình chỉnh sửa này bạn có thể view nó lên luôn ha. Nó sẽ tạo ra một cái template như thế này cho mình. Đây là phiếu nhập xuất PDF. Đó, thì cái thông tin của nó chỉ đưa lên rất là cơ bản như vậy. Bạn phải tự design lại cái template của bạn cho nó đúng cái nhu cầu của mình ha. À, tất cả những cái trường thông tin bên cái bio có gì thì bên này nó sẽ đưa qua cái đó. Ok, thì bây giờ giả sử như giờ mình muốn xuất và mình sẽ đặt lại cái tên file của mình thì hai cái chỗ này rất là quan trọng. Đầu tiên là cái folder bạn muốn lưu trữ cái file này nằm ở đâu, cái đường dẫn nè mà bạn lưu nè, thì mặc định nó sẽ lưu ở trong file. Nếu các bạn muốn lưu ở nơi khác thì bạn sửa lại cái đường dẫn này ha. Nè, nếu mình để trống thì nó sẽ lưu ở trong cái default. Thì hiện cứ để cho nó lưu trong default để sau này cái dự án nào mình cứ vô đó mình tìm. Còn nếu bạn muốn có cái dự án bạn lưu ở tên file khác thì bạn sẽ đặt cái đường dẫn vô đây ha. Rồi tiếp đến là cái tên file. Tên file thì mặc định nó đặt tên là abscd.dot và thứ hai là nó gắn thêm cái thời gian vào. Đó, thì bây giờ mình muốn đặt cái tên file theo kiểu khác. Hồi nãy hiện đặt tên file bên cái action rồi, thì action đặt như thế nào thì qua đây mình đặt lại như thế đó. Mình copy cái đoạn bên action qua. Đó, thì nó gồm có là số phiếu, nó nối với ngày, nó đưa về năm năm tháng tháng ngày ngày. Đó, mình đưa về như vậy để nó lưu lại cho mình cái tên file này. Rồi mình nhớ tích vô cái nút này, display timestamp, mình tắt cái mốc thời gian đi ha. Đó, mình bật cái này lên để tắt cái mốc thời gian đi. Rồi thứ hai là mình định dạng là cái trang in của mình là trang giấy đứng, mình muốn khổ giấy của mình là A4 mình chỉnh lại, hay là mình muốn giấy tùy chỉnh. Ví dụ một số người in cái máy in cuộn nhỏ nhỏ in nhãn thì mình chọn custom mình chỉnh lại ở đây ha. Và mình chỉnh luôn cả trên template nữa nha, chỉnh cả hai chỗ nó mới ra. Khi mình lưu lại thì như vậy, thì khi mình xong cái này là mình tạo được một cái phiếu, là coi như là nó xuất ra được rồi đấy, xuất ra được cho mình một cái phiếu rồi. Các bạn làm đúng như thế này á là nó ra. À, giờ thử nha, reset là cái app. À, bây giờ hiện vô một cái đơn hàng mua đi, vô một cái đơn hàng mua nào, nó có hai mặt hàng đâu. Tại đơn hàng này có hai mặt hàng ha, ví dụ mình chọn ghi phiếu xuất. Ghi phiếu xuất. Rồi cái nút ghi phiếu xuất của mình xuất ra thì cái nút này nó tạo ra cái file nó nằm ở chỗ này. Mình muốn cái file này nó đẩy lên trên này để cho mình xem luôn cái phiếu thì các bạn vô đây. Vô trong cái behavior, các bạn gõ chọn cho mình cái chữ open. Thì những cái cột nào mình định dạng là file á thì nó sẽ có cái tên cái action tự động tạo ra, đó là open. Ví dụ là open a bio, mình chọn là đây. Mình chọn open a file trong cái table bio nè. Tại đây appearance bạn có thể đổi cái nhãn bên nó. Display nó mặc định nó sẽ là display inline, bạn có thể là display prominently để nó hiển thị ở trên đầu của cái form xem chi tiết. Rồi tại đây bạn có thể đổi cái icon cho nó, có thể đổi cái tên hiển thị cho nó, ví dụ là mở hoặc là in phiếu đi ha, in phiếu. Đó. Rồi ví dụ như chỗ này mình có thể mình chọn lại là biểu tượng khác, ring review đi. Đó, lưu lại. Giờ hiện qua đây hiện refresh lại cái, thì cái nút kia nó sẽ nổi lên trên đầu. Đó, mình in phiếu. Thì như vậy là cái form in của mình nó đã được xuất ra. Đó, thì mình làm đúng cách thì các bạn chỉ cần tốn đâu khoảng 10-15 phút là các bạn tạo ra được cái form rồi. À, nhưng mà nếu mà mình làm không đúng cách có khi mình vật vã chỗ này rất là nhiều. Nên các bạn để ý lại, có thể xem lại cái video hiện hướng dẫn ha. Có thể dừng để xem cái cách mình làm. Thì lúc đó nó sẽ không bị sai. Đó. Thì khi cái form như thế này thì các bạn có thể trình bày trở lại cái form của mình.
Thứ nhất là cái ID này có thể mình không cần, hạng mục mình cũng không cần, ngày cũng không cần, số PO mình cũng không cần, thì mình sẽ sửa lại chỗ này là gì? Tên sản phẩm nè. Đó. Cái ngày này mình sửa lại là đơn vị tính nè. Rồi cái này là mình để là số lượng nè. Đó. Thì nó sẽ có thêm cột đơn giá thành tiền nữa. Đó. Mình insert thêm vô. Cuối cùng của cái bảng này thì nó luôn là cái cú pháp của nó là end ha. Nó kết thúc của một cái dòng lệnh trong cái table thì nó là end. Nó bắt đầu là nó start. Thì cái chỗ này hiện bỏ đi. Đó, ví dụ như chỗ này số lượng thì đơn giá. Đó. Thì cuối cùng là thành tiền. Đó. Ví dụ là ID thì có thể mình không cần. Đó, thì ở chỗ này mình có một cái công thức để mình gắn cái số thứ tự. Thì các bạn có thể copy cái công thức mà đánh số thứ tự mà Hiền chia sẻ ở trên cái AppSheet Training ha. Ví dụ đây các bạn có thể sử dụng những cái công thức này, bạn edit lại là xong, không có cần phải suy nghĩ tới cái công thức nó gì cho nó phức tạp. Nguyên tắc của nó là nó dò cái số ID, đánh số thứ tự, đọc số thành chữ, số nhúng, số thứ tự đâu rồi. Số thứ tự đây. Đây là cái công thức đánh số thứ tự. Thì các bạn cứ copy cái công thức này. Đây. Copy cái công thức này. Các bạn dán vào đây. Thay cho cái chữ star này. Thì công thức này thì các bạn chỉnh sơ lại tí thôi. Related báo cáo. Hồi nãy các bạn để ý ha. Đây. Ở đây là nó đang là related data. Nó đang là related data, thì bây giờ bạn sửa lại là related báo cáo thành related data là xong. Này. Chỗ này bạn sửa lại là related data, nhớ có chữ S. Đó. Thì bạn copy lại cái chữ data này. Các bạn thay cho những cái cột khác. Thì như vậy cái chỗ này nó sẽ thay cho, nó nhảy cái mã ID bằng cái số thứ tự. Thì ID thì bây giờ mình sẽ sửa lại thành cái cột của mình là số thứ tự. Rồi, ngày thì mình sẽ cái gì, tên sản phẩm. Rồi, đơn vị tính, rồi số lượng. Rồi đơn giá. Rồi thành tiền. Đó. Ví dụ như vậy, nó đơn giản. Thì mình đã tạo ra được cái phần này. Ví dụ mình muốn cuối cùng của mình là tổng cộng đi. À, tổng cộng thì nó sẽ bằng tổng của cái này. Ok. Nó sẽ bằng tổng của cái bảng ở trên. Nhưng mà thực ra cái tổng của cái bảng ở trên á thì nó lại là bằng tổng ở bên cái bảng ngoài luôn. Đó, ví dụ tổng của cái PO. Nó bằng tổng thành tiền. Thì mình có thể mình đặt vô đây là tổng thành tiền ở đây. Tổng thành tiền. Thì cái cú pháp của nó trong cái template thì nó luôn đặt giữa hai cái móc nhọn rồi đến cái cột ha, đây là thành tiền. Đó, thì cái cách thức các bạn đặt như vậy. Đó. Đây là thành tiền, mấy cái tiền này nọ thì mình cứ canh canh phải hết đi để cho nó nằm hết qua một bên ha, canh lề phải. Đơn giá cũng vậy, mình canh bên phải. Số lượng có thể canh giữa, canh phải gì cũng được ha. Đó. Đơn vị tính thì canh giữa. Okay. Thì mấy cái này á, là cái form của mình tạo ra mặc định nó là form letter nên giấy. Mình nhiều khi mình xuất ra nó hơi dồn chữ, các bạn có thể chỉnh lại trang A4 ha. Đây cái tràn viền tràn lề các bạn cứ chỉnh tối đa đi, bởi vì AppSheet nó sẽ tự động nó canh lại. Chứ để như vậy thì nó canh nhìn nó hao giấy, nó cái rìa nó lớn lắm. Các bạn có thể canh lại ha. Thì những cái cột số lượng thành tiền chiết khấu này nọ các bạn có thể nhóm xuống dưới này. Đây. Ví dụ như giờ đây Hiền có thể Hiền kéo cái này rộng ra tí. Này mình chỉnh lại tí cho là nó đẹp. Sau đó các bạn có thể xuất ra in trở lại để mình kiểm tra. Nhưng ví dụ những cái cột nào không cần thiết xóa. Ví dụ những cột này không cần thiết xóa này. Đó.
không cần thiết xóa cái bảng này, table này cũng không cần thiết xóa. Đó. Ví dụ như bạn muốn tạo một cái khung cho cái bảng của mình thì có thể insert thêm vô cái khung. Đó. Mình chèn vô một cái khung. Chèn vô cái khung của mình thì thường nó sẽ có 3 ô. Đó. Ô chỗ này là logo, tiếp đến là phiếu. Phiếu này thì nó sẽ đi với lại cái hạng mục. Các bạn copy cái hạng mục ở dưới này bỏ lên nè. Đó. Phiếu nhập kho hay là xuất kho hay là đó, hạng mục của bạn. Phiếu thì nhập xuất. Thì chỗ này thì hạng mục của mình hiện nó đang chữ là chữ viết thường, thì bạn chuyển nó sang viết hoa là dùng cái hàm upper để sang nó in hoa. Đó. Rồi chỗ này thì mình chỉnh phông chữ của mình lên, ví dụ 16 đi. Đó. 16 nhỏ quá, mình có thể mình lên 20, 18 gì đó ha. Rồi, bold đậm nó lên. Thì đây là cái, rồi chỗ này mình sẽ có thêm cái QR code nữa, nếu mình muốn đưa cái QR code vào. Ở đây coi hiện có để cái cột QR code chưa? Như chưa có ha. Chưa có QR code thì mình sẽ thêm vô một cái QR code. Thêm QR code thì bây giờ mình sẽ vào trong cái data. Trong cái data của mình sẽ view cái sụt nó lên trước. Và bây giờ em sẽ bổ sung thêm một cái cột để mà nó sẽ tự động nó tạo ra một cái mã vạch trong cái bio này. Trong cái bio hiện sẽ thêm vô một cột gọi là QR code. Ở đây. À cái chỗ này nó đang có cái auto compute này mình. Rồi ví dụ như giờ hiện thêm vô một cột nữa là QR code làm đây đi ha. QR code. Rồi trong QR code hiện thêm vào xong á, thì các bạn vào trong cái AppSheet Toolbox thì cũng có share một cái tool để tạo QR code hoặc là mã vạch. Các bạn có thể sử dụng cái nào cũng được hết ha. Thì mã vạch hoặc mã QR code, ví dụ mình xài QR code thì mình copy cái đoạn này. Copy cái đoạn này ha. Mình sẽ gắn vào trong cái bio. Mình vào trong cái bio column. Tại đây mình sẽ tạo lại cái cấu trúc do mình vừa mới thêm một cột. Mình sẽ tạo lại cái cấu trúc của cái app của mình trước. Rồi, bây giờ mình tạo lại xong thì mình tìm tới cái bảng của mình là QR code. Đây chỗ này mình sẽ chuyển nó sang lại image ha. Cái QR code này mình sẽ gắn cái công thức vào trong formula luôn. Để khi mà nó có cái file thì nó sẽ chuyển mình sang. Rồi chỗ này mình sẽ chuyển cái số BO của mình. À ở đây đúng số BO luôn ha. Đây là số BO. Nó sẽ chuyển cái số BO này thành một cái mã vạch cho mình. Ý đồ là vậy thôi. Đó, thì chỉ đơn giản như vậy, copy dán vô đây. Nếu mà bạn đặt theo kiểu khác như ví dụ đặt số đơn hàng thì sửa cái này lại thành cái cột số đơn hàng. Ví dụ bạn muốn nói gì thêm vô thì bạn cứ nói hết vô đây ha. Rồi bạn đã có image. Rồi thì bây giờ trong cái file xuất PDF chỗ này mình sẽ đặt cho nó là QR code. Thì nó sẽ tự động nó chèn cái QR code vào đây. QR code. QR hay bên này mình đặt QC vậy. Rồi. Như vậy nó sẽ đặt vô đây. Ví dụ như mình muốn chèn thêm một cái logo gì đó, mình có thể mình chèn cái logo vào ha. Hình ảnh. Rồi trong drive của mình có cái logo nào không? Chèn trực tiếp trên máy tính đi cho nó lẹ. Mình chèn cái logo vô. À, giả sử như đây. Cái logo công ty đi. Đó. Thì cái này đại diện thôi ha. Đó. Ví dụ giả sử như logo vậy, QR code vậy. Rồi cái này các bạn có thể canh giữa cho nó, chọn format. Cái này giống như quật thôi, quật tính, mình chọn là giữa. Đó. Này canh giữa luôn. À, xong cái này bỏ đi. Đó. Số BO này có thể các bạn có thể để cho nó nằm dưới QR code hoặc là có thể để ở đây ha. Đó. Ví dụ là ghi là
đơn hàng như vậy. Rồi ngày này có thể đưa lên trên xuống dưới gì đó tùy mình ha. Ok, đó mình sẽ thấy mấy thông tin trên này các bạn muốn đẹp á, các bạn muốn trình bày cho nó đẹp á, thì có thể tạo một cái table để đưa vào. Rồi những cái ống bên dưới này nè, nhìn cái đám này thì mình sẽ đưa ở dưới này, để dưới này, ở dưới này mình có thể mình tạo thêm những cái cột để mình thải nó vô, thì mình có thành tiền rồi, mình có thêm chiết khấu nè, đưa vào mình đưa tổng tiền chưa VAT nè. Còn không là ví dụ mình đưa VAT vào thì khỏi cần tổng tiền chi VAT, dù hiện đưa hết vào đây. Rồi tiếp là VAT, VAT đây, rồi tổng tiền cộng VAT đưa hết vào trong cái bảng này. Rồi người lập mấy cái này hiện copy hiện thải vô đây ha. Rồi tổng tiền chia VAT mình cứ copy mình đưa vào thôi. Cái này đơn giản, ngồi tạo một cái template thì ngồi diễn giải rất là lâu, nên hiện sẽ lướt qua nhanh ha. Đó, ví dụ cái mục chỗ này nó còn trống một khoảng, các bạn có thể tận dụng cái này để làm ghi chú nè. Ví dụ mình hợp nhất cái này lại, mình đưa cái này thành là ghi chú nè. Ghi chú gì mình đưa vào đây. Đó, người lập về người ký tá này nọ, mình có thể mình tạo một cái, thường có ba chữ ký đúng không, tạo một cái table ba chữ ký đó, mình đưa vào đó. Người lập, người kiểm tra, người nhận hàng, người giao, ví dụ là rồi người nhận gì đó. Đó thì các bạn có thể tạo những cái khung như thế này. Nếu mà các bạn không muốn hiện nó cái khung thì các bạn vô đây rồi chọn nó là bằng không thì nó sẽ không có hiện khung ha. Đó, ví dụ vậy. Này có thể chừa lại khoảng trống và canh cái này xuống dưới cho người ta có thể ký tên, còn là dưới cùng. Ok, thì như vậy thì người ta có thể ký tên trong cái bảng này. Đó. Rồi cái bảng này mình có thể mình kéo cho nó tràn ra hết cỡ luôn. Ok, là mình xong cái phần này. Nếu mà các bạn muốn thêm nữa là có thể thêm vô số tiền bằng chữ. Thì đây, số tiền bằng chữ là nguyên cái công thức này, nó dài tới 5 trang giấy, nhưng mà chỉ để đọc cái số tiền bằng chữ thôi. Thì các bạn copy cái số tiền này bỏ vào. Mình sẽ như vậy, copy hết cái đấm này ha. Mấy cái này không cần phải nhớ, chỉ cần copy rồi xài thôi. Ngồi mà nhớ mà viết hết cái công thức này thì cũng rất là vất vả ha. Các bạn chỉ cần copy cái này. Rồi, copy cái này mình bỏ vào đây. Giả sử như là viết bằng chữ đi. Bỏ vô trong cái ô này. Mà save nó lại. Dán vô đây. Đó. Thì ở đây mình sẽ thay cái câu tổng tiền cộng VAT này nè. Đó, bằng đúng cái câu của mình ha. Ví dụ ở đây là đúng rồi thì khỏi cần quan tâm, còn nếu mà chưa đúng thì các bạn nhớ thay cho nó đúng bằng. Rồi trên đầu này nó còn trống một khoảng, chỉnh nó lại bằng bản thường đi. Rồi bạn muốn nó hiển thị cái này nhỏ nhất, cho nó về nhỏ nhất luôn. Đó, người giao, người nhận gì đó, cái này đưa xuống dưới luôn. Đó, ví dụ cái này khách hàng, khách hàng hồi nãy là nó hiển thị là mã khách hàng. À, thì các bạn có thể chuyển nó thành tên khách hàng được nha. Bởi vì mình có mối liên hệ là rep. Mình có mối liên hệ rep rồi. Nên ví dụ như bạn muốn chuyển nó thành tên khách hàng thì bạn chấm vô đây, chọn là tên khách hàng. À, tên khách hàng, để kiểm tra lại cái test của bạn ghi có đúng hay không, bạn mở Access Toolbox lên, bạn kiểm tra lại trong cái danh mục khách hàng của bạn, mã khách hàng. Đây là khách hàng chứ không phải là tên ha. Mình sửa lại, đây là khách hàng. Rồi, lý do giao hàng gì đó. Ok. Em máy có thể chỉnh lại tí cho nó đẹp đẹp lại. Đó. Bạn có thể tô màu tô gì đó.
này làm hoài quen ha, chứ làm một hai lần đảm bảo các bạn vẫn làm sai hoài. Suốt mỗi cái template là mình cũng làm rất là nhiều lần thì để mới nhiễm được, còn không thì làm nó cứ sai hoài, cứ xuất ra được nhưng mà không hiểu sao không đọc được, rồi nhiều khi là không xuất ra được, rồi tùm lum. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề gặp phải khi mình xuất file PDF. Và bây giờ mình chỉnh cái này cho nó cân đối rồi, cho nó vuông vuông tí ha, vì QR code nó vuông đó, mình chỉnh cái này cho nó đẹp đẹp. Rồi bây giờ mình thử xuất lại, chắc chắn thì cũng có thể là nó có thể lỗi, mình không chắc là nó không lỗi ha, bởi vì mình sửa, nãy giờ mình sửa rất là nhiều nên có thể là nó sẽ có một số cái nó bị lỗi, nó không in, nó không có chuẩn cái cú pháp. Đây hồi nãy mình có người giao người nhận, mình có thể mình đưa vào luôn ha, người giao. Cái này là người nhận, đó thì cú pháp của nó cứ nó nằm giữa hai cái dấu móc mũ vậy, lớn hơn bé hơn ấy. Rồi bây giờ Hiền thể thử Hiền xuất lại một cái ha, mình ghi cái phiếu này đó, để mình đỡ thời gian, để mỗi lần mình ngồi mình ghi cái phiếu này xong mình chờ á, thì các bạn sẽ sử dụng cái công thức link to view để mà mình không phải chờ. Bây giờ mình xuất xong rồi mình in cái phiếu này lên ha, để báo lỗi rồi, báo lỗi thì bây giờ mình phải đi kiểm tra nó lại trước, kiểm tra coi là cái automation của mình nó chạy nó bị lỗi chỗ nào. Mình vô automation, mình tới cái con bot này ghi là xuất phiếu nhập xuất. Thì khi mà mình sửa rất là nhiều trên cái template của mình thì nhiều khi nó lỗi mà mình không biết nó lỗi chỗ nào, thì các bạn vào đây thì nó sẽ hiển thị lên chỗ này, bạn vô monitor. Ủa, lại nó lỗi nhá, không có lỗi. Đừng nhìn cái app, được cái nhỉ? OK. Tại đây bạn sẽ vào trong cái monitor, bạn sẽ kiểm tra một tí ha. Run. Thì tại đây nó báo là cái con bot của mình chạy bị lỗi. Thứ nhất là cái QR code này là không có hợp lệ. QR code này không có hợp lệ. Rồi mình refresh nó lại, do hồi nãy mình thêm bên kia nhưng mà mình chưa có đồng bộ bên này. Giờ mình thử ghi lại cái phiếu này, nhấn đồng bộ cái đi ha. Rồi tại đây mình sẽ thử mở lại. Vẫn chưa được, vẫn chưa được ha. Tab 2 thành tiền của mình đang thiếu một cái dấu móc vuông. À bây giờ mình sẽ kiểm tra lại trong cái thành tiền, nó đang thiếu một cái dấu móc vuông. Đây, cái thành tiền của mình đang thiếu một cái dấu móc vuông nên công thức nó không có chạy. Mấy cái này canh lại luôn cho nó đẹp đẹp tí ha. Tổng cộng này mình cũng mà sale nó luôn. Chiếc pháo cũng mà sale luôn. À, thì khi mà mình làm mà nó có bị sai gì các bạn cứ vô trong cái monitor để mình kiểm tra lại, coi mình sai chỗ nào mình sẽ sửa chỗ đó ha. Ok, vậy mình canh lại. Rồi, tất cả cái cột tiền này mình canh phải hết luôn cho nó đồng bộ. Rồi, cái cột cuối cùng này mình muốn bôn đậm nó lên, mình bôn nó lên. Ok, bây giờ thử xuất lại một cái ha. Ghi phiếu đồng bộ nó luôn. Rồi
Thì như vậy mình đã xuất được cái phiếu này với cái thông tin, đầy đủ thông tin mình cần ha. Số lượng đơn giá thành tiền, cái bảng này nhìn nó không có được đẹp lắm thì các bạn có thể chỉnh lại cái bảng này nha. Dù đây bạn chọn lại cái bảng này, bạn format lại cho nó tất cả. Bây giờ mình muốn format của mình là cái phông chữ của mình, cái độ giãn dòng của mình là 1.5 đi, 1.5 BT cho nó rộng rãi thoải mái, thì bạn chọn như vậy. Rồi tiếp đến là trong cái table này các bạn có thể canh cho nó để nó không có bị dính sát cái viền quá. Đó, cái table của mình hiện tại nó đang bị dính viền quá. Mình có thể mình chọn format thuộc tính bảng. Tại đây cái độ rộng của nó thường mình chọn là 0.6 là đẹp. Cái đệm ô mình chọn 0.1. Căn chỉnh mình căn chỉnh giữa đi. Ở đây thuộc lề trái mình chọn 0.1 luôn. Ok, thì như vậy thì mình xuất cái này ra thì cái form của mình bây giờ nó sẽ đẹp hơn trước rất là nhiều ha. Mình có thể mình không cần chỉnh 1.5 cũng được, mình chỉ cần chỉnh 1.35 thôi. Ví dụ là giãn cách tùy chỉnh mình chọn cho này là 1.35 là được rồi. Đó. Rồi bây giờ mình thử xuất lại, xuất lại cái form của mình trông nó sẽ như thế nào ha. Ghi phiếu đồng bộ luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử kiểm tra lại coi thử là cái phiếu của mình nó ra sẽ như thế nào. Đó thì bây giờ các bạn thấy đẹp hơn rồi đúng không? Đẹp hơn rồi. Thì như vậy là mình đã xong cái phần để mà mình xuất ra một cái file Excel, cái file PDF. Tuy nhiên thì chỗ này mình sẽ cần phải làm để mà nó đồng bộ luôn cho mình, để đỡ mình phải mất công mình gõ tay. Đó. Ví dụ như nhân viên nè, mình muốn lấy tới danh sách nhân viên và tên nhân viên luôn thì mình sẽ đặt lại cái cú pháp của nó như thế này ha. Nhân viên, tên nhân viên, người lập này nó sẽ gắn với lại là tên nhân viên, không biết tên nhân viên hay là họ và tên. Ví dụ mình gõ mà mình không chắc, mình quay qua đây mình kiểm tra lại ha, vì mình không thể nào mình nhớ được hết mọi thứ. Danh sách user, danh sách nhân viên. Đó, mình vô đây mình gõ lại, mình thấy là họ và tên thì các bạn copy vô đây, bỏ vào đây là họ và tên, nó sẽ nhảy thêm là họ và tên. Mấy người nhận người giao này thì tùy ha. Đó, các bạn có thể để test cũng được, không cần phải tham chiếu. Rồi bây giờ sẵn mình sẽ sửa luôn cái này. Hồi nãy mình tạo một cái xong rồi mình phải nhấn cái nút đồng bộ để cho nó chạy xong mình mới xem được. Thì bây giờ mình muốn tạo một cái thì nó sẽ đồng bộ luôn cho mình. Thì mình sẽ làm như sau. Mình chọn New Action. Ở đây mình tạo một cái action mình có tên là đồng bộ phiếu ha. Đồng bộ phiếu. Rồi cái action mà đồng bộ phiếu này mình sẽ lấy trong cái bảng của mình là cái PO luôn. Rồi mình sẽ chọn cái action của mình trong cái bài trước mình học rồi. Go to another view within this app. Rồi tại đây bạn sẽ đặt cái công thức là link to row, có nghĩa là nó đi tới cái dòng nào. Link to row là nó sẽ tới cái dòng nào. Cú pháp link to row thì nó sẽ có hai cái đối số. Đối số thứ nhất của mình là mình sẽ đi tới là cái số BO. Và cái số BO này á, nó sẽ tìm tới cho mình cái form xem của mình là BO. Ví dụ như giờ mình đang xuất ở cái form nào thì nó sẽ đi tới cái form đó. Thì như vậy thì cái chỗ này bạn có thể bạn chọn đi tới BO form cũng được, có thể BO detail cũng được. Hoặc là mình có thể mình để mặc định là nó sẽ đi tới cái contact view của cái này. Nó sẽ đi tới cái contact view để nó ghép với lại cái hàng kia. Ví dụ giả sử như giờ hiện tới là BO ví dụ hiện đi tới là BO form đi ha, BO form. Thì như vậy sau khi mình xuất xong thì nó sẽ đi, nó mở cái BO form này lên. Nhưng mà nó mở cái BO form này lên thì nó phải mở sau khi đồng bộ. Thì sau khi đồng bộ thì mình sẽ dùng cái hàm đó là and và s. Cái chỗ này các bạn phải gõ đúng nha, bằng cái chỗ này á, thì bây giờ mình sẽ gắn là no. No này mình đặt cái no này trong
sau đó một giây, tức là nó đồng bộ sau đó. Đó thì cái cú pháp của nó là như vậy, nó sẽ đồng bộ và nó sẽ mở lại cái form này sau đó. Rồi bây giờ mình lưu lại. Thì ở đây mình đã tạo được cái nút đồng bộ rồi, nhưng mà cái nút này á, thì nó sẽ không có hiển thị, thì mình sẽ do not display đi. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái action mới, thì cái action mà ghi phiếu này nè, thì bây giờ cái action ghi phiếu này mình cũng không muốn nó show lên luôn, mình có thể mình ẩn cái action này đi, mình cho nó không có hiển thị lên. Bây giờ mình sẽ tạo một cái action khác là mình để là xuất phiếu. Action của mình là xuất phiếu. Ok, cái action xuất phiếu này thì mình cũng sẽ tạo trong cái bảng của mình là PO. Tại đây bạn sẽ tạo cái action cuối cùng là group hai cái action. Đây mình sẽ group hai cái action này lại. Action 1 của mình là cái action mình sẽ ghi tên phiếu này. Sau khi mình ghi xong mình sẽ đồng bộ lại cái phiếu này. Đó. Mình lưu lại. Thì cái action này nó sẽ giúp cho mình là xuất và đồng bộ luôn. Nó sẽ chạy hai cái action. Đó. Appearance các bạn có thể chỉnh lại cái kiểu xem cho nó ha. Export. Đó. Bạn có thể chỉnh lại cái kiểu xem. Đó, tải cái phiếu về xong và xuất. Bây giờ mình thử refresh lại ha. Thì cái nút ghi tên phiếu nó sẽ mất và nó sẽ thay bằng cái nút xuất phiếu. Giờ mình chọn xuất phiếu thì nó sẽ đồng bộ luôn cho mình. À, sorry mình mở nhầm, là nó phải hồi nãy là nó sẽ qua cái view chứ không phải qua cái form ha. Mình tạo cái công thức nó bị nhầm. Nên nó mở cái form edit là sai, nó mở cái form view thôi. Đồng bộ phiếu này nó sẽ mở cái form view thôi nhé, form detail thôi, bio detail. Còn nếu mà mở cái form này nó sẽ mở vô nó chỉnh sửa bio detail ha. Mình lưu lại. Và bây giờ mình sẽ đồng bộ cancel. Đó thì mình đã có xong một cái phiếu mua hàng, có đầy đủ cái mã QR code để mình có thể mình quét có số đơn hàng nào, phiếu mua hàng. Giả sử như giờ mình sẽ xuất một cái đơn hàng bán đi ha, một cái đơn hàng bán này thêm vô mặt hàng nữa đi. À các bạn để ý ha, giả sử như mình thêm này ra 75 triệu. Ba trăm sáu mươi cộng 75, nhưng ở đây nó thành tiền nó vẫn chưa có nhảy. Bây giờ mình phải giải quyết cái chỗ này để khi mình thêm một mặt hàng vào đây thì ở đây nó phải nhảy. Bây giờ mình phải nhấn edit, mình lưu thì nó mới nhảy lên 435. Nếu các bạn làm, các bạn không có kinh nghiệm xử lý cái chỗ này á, thì khi mà nhân viên họ thêm cái mặt hàng vô nó sẽ nhảy sai, hoặc là họ xóa một mặt hàng nó là nhảy sai. Đó, nên trong bài hôm nay Hiền cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình xử lý cái chỗ này nha, chứ không là mình tạo ra một cái phiếu mà cuối cùng cái số tổng này nó nhảy sai là thua. Vậy mình xuất cái phiếu này trước đã. Rồi bây giờ mình xuất cái phiếu này xong ra mình in cái phiếu. Đó, thì cái phiếu này là phiếu bán hàng. Đó, ví dụ vậy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ xử lý để làm sao mình thêm thì nó update, mà mình xóa nó cũng sẽ update ha. Để tránh cái trường hợp là nó ra con số này tầm 7. Rồi bây giờ mình sẽ làm như sau. Đầu tiên là mình sẽ vào trong cái behavior. Tại đây các bạn sẽ tạo một cái action, đó là gắn một cái giá trị vào trong cái dòng.
nó cập nhật cái thay đổi, nghĩa là cập nhật cái thay đổi. À, ý đồ của mình đó là mình sẽ cập nhật một cái giá trị mình thay đổi ở trong cái cột mà ngày cập nhật á, thì cái công thức nó sẽ tự động nó tính toán. Ý đồ là như vậy. Đây, khi mà mình update cái thay đổi ở trong cái bảng bio này nè, mà mình gắn cái giá trị vào trong cái ngày cập nhật, cái ngày cập nhật này, thì nó sẽ, cái công thức nó sẽ nhảy. Thì bây giờ mình sẽ set a value vào trong cái bảng bio. Bảng bio ha. Bảng bio. Rồi, thì bây giờ cái action này mình đặt cái tên đó là cập nhật đơn hàng. Đó. Cập nhật thời gian thay đổi đơn hàng đi ha. Đó. Và cái action này nó sẽ gắn cái giá trị này vào trong cái mục của mình, đó là ngày cập nhật. Và ngày cập nhật này mình sẽ cập nhật đó là no. Đó. Thì cái kiểu design app của Hiền là Hiền luôn có một cái cột ngày cập nhật để mà nó update cái thay đổi trạng thái. Rồi cái action này nó sẽ được, nó không có hiển thị lên appearance, mình do not display, cái action này nó sẽ không hiển thị lên đó. Nhưng mà cái action này á, nó sẽ được gọi từ một cái action khác khi mình thêm cái dữ liệu vào trong cái bảng chi tiết mặt hàng của mình, đúng không? Trong cái chi tiết đơn hàng này nè, bán hàng, trong cái chi tiết đơn hàng này khi mình thêm một cái mặt hàng vào thì nó sẽ gọi cái hành động để nó chạy cái action bên cái bảng kia, để cái bảng kia nó sẽ update cái giá trị. Thì cái bảng chi tiết các mặt hàng này mình sẽ tạo một cái action để mình gọi nó. Thì lại là cái bài action, mình sẽ chọn là gọi, hoặc mình đã là update hay update số lượng vào đơn hàng, như vậy. Mình đặt cái action này như vậy đi ha. Và action này nó sẽ chạy từ trong cái bảng data của mình, bảng chi tiết mặt hàng đấy. Và mình sẽ chọn cái action của mình, đó là data sql and action reference. Chỗ này mình sẽ chọn cái bảng mình tham chiếu tới này, là cái bảng là PO. Và cái dòng mà mình chọn ở đây á, đó, thì ở đây các bạn chọn là select, mình sẽ chọn trong cái select của cái PO, và cái cột của mình là số PO. Số PO này nó sẽ được lấy từ trong cái cột của mình, đó là cái số PO bằng số PO, bằng với lại số PO ở trong cái dòng này. Đó, thì nó sẽ bắn cái tín hiệu về cho cái bảng cha, nó sẽ chạy cái PO, nó sẽ edit lại cái bảng cha để nó update giá trị. Đó, thì công thức chỗ này là như vậy. Đây là mình gọi một cái giá trị, gọi một cái action từ một cái bảng khác. Đó. Reference action ở đây mình sẽ gọi cái hành động của mình là cập nhật cái trạng thái thay đổi. Đó. Cú pháp nó như vậy ha. Cái này mình cũng sẽ không có hiển nó lên luôn. Do not display, không có hiện cái action này lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái UX của mình chỉnh lại một tí. Chỉnh cái UX. À, mình update vào trong cái data đơn hàng, đúng không? Thì bây giờ mình gõ là data. Gõ chữ data. Đó, data bán hàng, data mua hàng, nhưng mà mình là data form. Có thể thêm hoặc mua hoặc bán, đúng không ạ? Data form có thể mua hoặc là bán. Này, data form. Cái data form này mình sẽ lăn chuột xuống dưới, mình sẽ tìm tại behavior trong event action, mình sẽ chọn cái action mình cần chạy là update số lượng vào đơn hàng. Ok, bây giờ mình qua bên này mình refresh lại cái app mình cái qua bên này nó chạy xong chưa, mình refresh thêm cái nữa cho nó chắc. Ok, tại đây các bạn đang thấy tổng tiền ở đây là 435, đúng không? Bây giờ mình sẽ add thêm một cái dòng sản phẩm 4 đi. Mình cho một con số lớn lớn lên. Ok, 300 triệu nữa đi ha, mình lưu cái. Nó nhảy ngay lên là 735, đúng không ạ? Trong khi hồi nãy là mình chưa có gắn cái action kia thì nó sẽ không có nhảy. Yeah. À, nhưng mà ví dụ như giờ mình sẽ thêm vô một mặt hàng thứ tư đi, rồi sau đó mình xóa cái mặt hàng này đi. Sẽ mình thêm cái sản phẩm số 3.
50 triệu, 5.000, 750 triệu đi, nó ra 1 tỷ mấy ha, ra 1 tỷ 4. Rồi bây giờ nó ra 1 tỷ 4 rồi, bây giờ mình thử mình xóa cái ông này đi, mình xóa bước một mặt hàng, mình quay lại đây, nó vẫn 1 tỷ 4, nó không update. Để update mình phải nhấn vô cái viết đây và mình lưu lại thì nó mới update xuống 735 đó. Thì nếu các bạn làm mà các bạn không để ý chỗ này á, không xử lý cái chỗ này á, là tiêu lũi nó thêm mặt hàng sau đó, rồi vì lý do gì đó bớt lại một mặt hàng, hoặc là sửa, hoặc là gì đó xuất sai xuất lại đi, là nó không update cái thay đổi này là tiêu nha. Nên chỗ này mình cần phải xử lý, mình phải đi vào trong cái này phải xử lý bằng automation. Các bạn vào automation, các bạn tạo một cái new bot. Đó. Bạn sẽ chọn là data khi mà data delete đi, mình chọn cái data record delete đi ha, mặc định theo nó luôn. Rồi thì nó sẽ send một cái SMS nè, send SMS. Giả sử như giờ cái này hiện giữ luôn đi, để mặc định nó sẽ gửi một cái email thông báo tới cho Hiền đi ha. Đó thì ví dụ khi mà ai đó xóa một cái mặt hàng thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo và mình để luôn mặc định đi. Rồi Hiền sẽ thêm một cái hành động nữa, đó là mình sẽ chọn một cái update lại cái số lượng đơn hàng. Đó. Thì nó sẽ gọi cho mình một cái hành động, nó sẽ update lại cái số lượng đơn hàng vào trong cái PO. Đó. Nó tự động hết trơn, mình chỉ ở đây mình chỉ chọn thì mình chả làm gì hết. Nhiệm vụ ban đầu của mình đó là mình tạo một cái action là run an action nè. Thì ở đây nó sẽ móc tới cái hành động của mình, đó là update số lượng đơn hàng vào trong cái PO, sau đó nó sẽ nhắn cho mình một cái tin nhắn. Send an SMS, ví dụ mình send a notification đi. Send a notification, hoặc là send an email đi cũng được ha. Mình send an email đi. Ok. Ví dụ như giờ mình sẽ chọn như vậy. Rồi trên cái update đơn hàng này thì nó lấy theo cái action, nó sẽ dùng cái hàm nó lấy trong cái công thức hồi nãy hiện đặt. Rồi nó sẽ cập nhật y chang vậy. Rồi nó lưu lại. Tuy nhiên thì mình chạy với cái action này á, thì nó sẽ hiển thị cái kết quả chậm hơn. Automation thì nó sẽ hiển thị kết quả chậm hơn so với action một tí ha. Bây giờ mình đồng bộ lại cái. Hiền sẽ vào Gmail Hiền. Rồi bây giờ Hiền sẽ thử thêm một cái mặt hàng, sau đó Hiền sẽ xóa đi ha. Ví dụ sản phẩm 3, Hiền sẽ thêm vô đây là 750 triệu đi, mình lưu lại. Thì nó update ngay lập tức, nó lên 1 tỷ 485, đúng không ạ? Bây giờ Hiền sẽ xóa cái mặt hàng này đi, xóa một mặt hàng số 4 đi, Hiền nhấn delete, Hiền xóa ha. Hiền nhấn delete, Hiền xóa thì Hiền quay ra đây á, nó vẫn còn, nhưng mà chờ một lát cái này nó đồng bộ xong á, nó sẽ đồng bộ xong á, thì nó sẽ nhảy. Cái này đồng bộ xong nó sẽ nhảy ha. Đó, nó nhảy xuống còn lại 1 tỷ 1. Đó. Thì nó sẽ chậm hơn so với action một tí. Nên trong mấy cái bài đầu tiên Hiền có chia sẻ là mình nên gắn công thức ở đâu. Gắn công thức ở đâu thì nó sẽ trả tốc độ tương ứng. Ví dụ mình gắn ở trên action á, thì tốc độ nó sẽ trả dường như là ngay tức khắc. Nhưng mình gắn ở trên automation á, thì nó sẽ chậm hơn action một tí. Nhưng mà nếu mình gắn ở trên cái trang tính thì nó phải đồng bộ xong thì nó mới trả ngược trở lại. Đó, thì mỗi cái thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng, nhưng mà nó sẽ giải quyết cho mình từ những cái tình huống. Thì như vậy với cái nội dung bài học hôm nay, Hiền đã hướng dẫn cho các anh chị cách để mà mình có thể mình tạo được một cái phiếu xuất PDF. Đó. Và thứ hai đó là mình cũng xử lý được cái vấn đề về update dữ liệu khi mà mình có thể mình chỉnh sửa ở đây thì nó vẫn update ha. Ví dụ ở đây mình chỉnh sửa cái đơn hàng của mình lên 50.000, đó, mình lưu lại thì action của mình nó vẫn update, nó lên 1 tỷ 8 ngay lập tức. Và mình có xóa đi thì mình sử dụng
automation để mình xử lý, nó cũng sẽ update ngay lập tức để mình, nó cũng sẽ update ngay lập tức cái kết quả của mình nếu mình thay đổi cái giá trị ha. Và thì cái automation nó có hiện thông báo không? Đây, thì hồi nãy mình xóa một cái dòng dữ liệu thì AppSheet nó tự động nó gửi cái thông báo cho mình là ông Nguyễn Tấn Hiền đã xóa một cái dòng dữ liệu đó, theo cái mã này, cái ID này đã bị xóa. Đó, ví dụ mình muốn sửa lại cái công thức này thì bạn vào đây send SMS, mình sửa lại đó là gửi email ha. Đó, ví dụ gửi email cho Nguyễn Tấn Hiền, bạn chọn lại cái nội dung thay đổi. Đó, tất cả những cái thư bột của mình, cái số ID này nọ, bạn đó, bạn muốn thay đổi cái gì, nội dung như thế nào, bạn có thể bạn gắn nó vào đây ha. Đó, bạn có thể sửa soạn lại cái nội dung email của bạn. Ok, thì như vậy là trong bài hôm nay mình đã giải quyết xong cho các bạn cái phần về báo cáo tạo một cái phiếu xuất rồi. Cái phần mà làm tiếp một cái báo cáo nhập xuất toàn nữa thì chắc để Hiền sẽ tranh thủ Hiền làm luôn ha. Tranh thủ làm luôn bởi vì mình cũng không còn nhiều thời gian. Thì bây giờ chỗ này các bạn có hỏi gì không, Hiền sẽ giải thích. Còn không thì mình sẽ qua cái phần báo cáo nhập xuất toàn luôn ha. Cái này các bạn phải thực hành nha. Bởi vì Hiền làm thì Hiền đã thực hành hàng trăm lần rồi. Các bạn nếu mà chỉ xem video này không mà không thực hành thì chắc chắn các bạn làm một hai lần các bạn cũng sẽ rất là vất vả với nó. Em hỏi chút là trên cái template này mình có thể thêm được nhiều những cái này, những cái thẻ này. Mình có thể thêm chụp được không ạ? Cái gì em? Những cái thẻ trong cái dấu ngoặc nhọn ấy. Đấy. Được. Được, mình trùng được đúng không ạ? Và cứ mỗi một cái thẻ đấy là tương đương với một cái một cột đấy thầy. Một cột trên cái PO. Cú pháp trong cái template á là bắt đầu là một cái cặp dấu móc nhọn và kết thúc là một cái cặp dấu móc nhọn. Khi bạn lấy một cái cột dữ liệu ở trong cái data ra thì cái cột dữ liệu nó nằm trong hai cái dấu móc vuông. Khi bạn thực hiện một cái hàm đó thì nó cũng nằm trong cái dấu móc nhọn luôn. Cái hàm của bạn cũng phải nằm trong cái dấu móc nhọn. Đó. Cái này mình vẫn có thể lấy được từ những cái bảng nó rep sang đúng không? Rep thì bạn chỉ cần dấu chấm. Ví dụ ở đây là mình rep cái mã khách hàng với tên khách hàng mình dùng dấu chấm nè. Nếu mình không rep thì mình dùng hàm lookup. À, nó vẫn tương tự như ở trong này thôi. Tương tự trong Excel, chẳng qua là nó sẽ bắt đầu bằng dấu cặp móc nhọn và nó kết thúc bằng một cặp móc nhọn. Nó tương tự trong AppSheet ha. Công thức trên app như thế nào thì công thức trên template nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó chỉ khác là bắt đầu bằng cặp móc nhọn và kết thúc bằng cặp móc nhọn. Và hai, các bạn lưu ý là cái công thức trên template là nó không có cho xuống dòng khi mà bạn ghi liền một cái cú pháp nha. Khi nào bạn xong cái cú pháp của công thức đó rồi bạn mới xuống dòng được nha. Đó, nó khác là như vậy. Ví dụ cái hàm switch này mình phải ghi liền hết cho đến khi xong cái hàm switch này mình mới xuống dòng được nè. Đó, các bạn để ý là cái công thức ở trên template là nó viết liên tục, không xuống dòng. Ví dụ một cái trang chỉ để đọc số thứ tự mà viết tới 5 trang giấy vậy. Ok, bây giờ tiếp theo là bây giờ mình sẽ tạo cái báo cáo nhập xuất toàn. Báo cáo nhập xuất toàn thì các bạn có thể tạo một cái báo cáo riêng hoặc là có thể tích hợp vào trong cái danh mục sản phẩm đều được ha. Ví dụ như giờ Hiền có danh mục sản phẩm rồi. Thì có hai cách để bạn có thể tạo một cái báo cáo nhập xuất toàn. Một là bạn đặt công thức trên sheet để nó đồng bộ về. Đó. Còn hai là bạn sẽ đặt cái công thức cột ảo. Giả sử như giờ hồi trong bài Hiền có một cái video trước Hiền có chia sẻ cả hai cách. Nhưng ví dụ trong bài hôm nay Hiền sẽ cần chia sẻ một cách thôi, dùng cột ảo thôi ha. Nếu mà Hiền dùng cột ảo thì Hiền không cần mấy cái bảng này. Nó toàn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ mình có thể mình không cần. Bởi vì mình đã đặt cái công thức ở đây rồi. Hiền có share cái template thì các bạn có thể nghiên cứu công thức này sau ha. Đó, công thức ở trên cái trang tính thì mình có share rồi đấy. Thì các bạn cứ tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ làm cái công thức trên cái cột ảo. Công thức trên cột ảo. Thì nó đơn giản chỉ là sử dụng cái hàm select thôi. Đó, thì bây giờ Hiền sẽ vào cái danh mục sản phẩm này, mình chọn add a vertical column. A vertical column đúng không? Thì bây giờ nó sẽ có cái số đầu tiên của mình cần dò đó là mình gọi là hiện có đi ha. Hiện có.
Hiện có thì nó sẽ bằng gì? Bằng tổng cái số dư ban đầu cộng cho tổng nhập từ tổng xuất, đúng không ạ? Đây, trong danh mục sản phẩm của mình nè, mình có số dư đầu nè, đúng không ạ? Đó thì nó sẽ bằng gì? Số dư đầu, mình sẽ có số dư đầu rồi mình sẽ cộng với lại tổng nhập sum của sales. Sales mình sẽ select trong cái cột mình tìm, là tìm trong data chứ không tìm trong BO ha, trong data đó, cột số lượng, số lượng select của data mình lấy trong cái bảng là số lượng. Như thế này thì nó đang lấy hết tất cả. Mình sẽ đặt cái điều kiện á, số lượng của mình á, là nó sẽ bằng là cái hạng mục của mình á, là nó sẽ bằng á, là mua hàng. Đó, hạng mục của mình là bằng mua hàng, thì đây là tổng cái số lượng nhập vào. Rồi mình copy nguyên cái đoạn này, mình trừ cho tổng cái số lượng là bán hàng. Đó, thì tổng số dư đầu cộng với tổng nhập trừ cho tổng xuất thì nó sẽ ra cái tồn hiện tại hiện có. Này không quan tâm tới cái ngày nào, giờ nào, là đây là cái số hiện có. Rồi tiếp đến, giả sử như giờ mình cần là tồn đầu, mình phân biệt cái chữ đầu kỳ trong kỳ này nọ, mình ra bằng cái cột thật, mình sẽ dùng cái cột ảo để mình ra. Ví dụ là tồn đầu, tồn đầu, bây giờ mình sẽ thêm vô cái cột ảo của mình có tên là tồn đầu. Tồn đầu thì bằng cái gì? Tồn đầu, tồn đầu thì nó sẽ bằng cái số lượng đầu kỳ, nó cũng bằng cái số đầu kỳ, số dư đầu. Số dư đầu này nó sẽ cộng với lại là tổng của cái nhập của đầu kỳ trước, đúng không ạ? Bây giờ mình giả sử như mình copy cái công thức này, mình sửa lại tí là nó xong, hay gõ mất công, thì nó cũng bằng tổng vậy. Hạng mục của mình là mua hàng, nhưng mà chỗ này nó sẽ có hai cái điều kiện, mình gắn hàm and. Rồi thứ hai đó là cái ngày, mình coi lại trong cái cột của mình là cái cột ngày ha. Đây. Alo. Ngày này nó sẽ bé hơn. Đó, ở đây các bạn tham chiếu trong cái bảng mà mình sẽ search trong cái report này. Do mình đang báo cáo mà, từ ngày trong cái report này. À, từ ngày, mình lấy trong cái report từ ngày, bởi vì cái này mình đang báo trong kỳ thì có nghĩa mình phải có một cái slicer để mình lọc, và cái chỗ này á, là nó đang lấy theo cột, nó so với cột thì nó sẽ không có hiểu, nên mình sẽ chuyển cái này thì thành dạng dạng số, mình gắn là any đi ha, dùng any để mình chuyển nó về thành giá trị. Rồi tiếp đến là mình sẽ any thì mình phải đóng cái any lại. Ok, bây giờ mình sẽ copy cái đoạn này ra, any and. Rồi lại thêm một cái cú pháp nữa đó. Thì bây giờ cái chỗ này mình sẽ copy cái đoạn này, mình dán cho cái ông dưới, rồi mình sẽ sửa lại là bán hàng, thì nó sẽ ra cho mình đây là cái con số là tồn đầu, số dư đầu tồn đầu ha, số dư đầu bằng tổng mua trừ cho tổng bán, số dư đầu bằng tổng mua từ tổng bán thì nó sẽ ra là tồn đầu. Ok, mình copy luôn công thức này lại. Rồi done, mình sẽ add tiếp một cột nữa là tổng nhập. Tổng nhập thì đơn giản hơn rồi, tổng nhập thì không cần phải số dư đầu. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ cái công thức hồi nãy mình vừa copy vào, mình edit lại tí ha. Đây, thì cái chỗ này á là nó sẽ lớn hơn bằng
từ ngày và nó bé hơn hoặc bằng là tới ngày. Nó sẽ bé hơn bằng đến ngày. Đó, thì nó sẽ ra là tổng cái số lượng mình nhập vào trong cái kỳ này. Rồi, tiếp đến là mình sẽ tổng suất. Tổng suất. Tổng suất thì nó sẽ bằng, tổng suất thì nó sẽ bằng ngược lại ha. Nguyên công thức này mình sẽ sửa lại là thành là bán hàng. Đó. Đó. Các bạn không hiểu thì hiện enter cái công thức xuống, nó chia ra thành từng cộng về cho các bạn dễ nhìn ha. Đó. Đó. Có 3 cộng như vậy. Đó. Nó từng cộng như vậy ha. Ok. Rồi, tiếp đến là gì? Còn cuối thì chỉ là phép cộng trừ thôi. Còn cuối, còn cuối thì nó sẽ bằng còn đầu cộng nhập trong kỳ trừ xuất trong kỳ. Đó, nó sẽ bằng còn đầu rồi cộng với tổng nhập rồi trừ cho tổng xuất thì nó sẽ ra tổng cuối, phần cuối ha. Ok, mình lưu lại cái. Các bạn biết tại sao nó báo dấu đỏ không? Bởi vì mình chưa có lưu mấy cột ảo mà mình tạo công thức, nên nó sẽ báo là nó chưa có hiểu cái cột ảo đó là cột gì. Nhưng mà khi mình lưu nó sẽ tự động nó hiểu. Ok, xong. Như vậy bây giờ mình sẽ test thử ha. Mình sẽ tạo một cái dashboard. Mình bây giờ mình sẽ tạo một cái dashboard. Ví dụ là báo cáo nhập xuất toàn đi ha. Tạo một cái bao bo mình gọi là báo cáo nhập xuất toàn. Rồi. Báo cáo nhập xuất toàn này của mình sẽ có hai cái mình show lên. Cái thứ nhất của mình đó là cái data. Cái danh mục sản phẩm. Mình tạo một cái thứ nhất của mình là cái report detail này để mình lọc. Cái thứ hai của mình đó là cái data sản phẩm. Cái data danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm mình chưa có tạo riêng ha. Ok. Mình chưa có tạo danh mục sản phẩm thì bây giờ mình sẽ tạo một cái danh mục sản phẩm ha. Danh mục sản phẩm chưa có. Chỉ có sản phẩm thì bây giờ Hiền sẽ tạo một cái sản phẩm ha. Hiền sẽ tạo một cái danh mục sản phẩm. Đặt tên là sản phẩm. Ok. Sản phẩm này mình sẽ lấy trong cái bảng là danh mục sản phẩm. Table đi ha. Ok. Rồi tại đây mình có thể mình group lại nếu mình muốn ha. Tên không có không cần group. Cái này không cần group. Nắm dịch rồi, mình row. Mình cần lấy cái cột nào mình đưa cột đó ra, lấy hết thì mình đưa hết. Ví dụ như vậy mình lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào trong cái dashboard của mình. Là báo cáo nhập xuất toàn, mình sẽ đưa cái ông danh mục sản phẩm này vào. Lưu lại. Rồi bây giờ Hiền show cái này ra. Show ra bên phải luôn đi ha. Sao bên phải luôn, đổi cái này lại nè. Store quay không rồi đó, cái icon nó cái rồi mình chuyển nó ra bên phải đi, lưu lại. Và như vậy là mình sẽ có một cái báo cáo nhập xuất toàn mà nó sẽ đồng bộ cái dữ liệu của mình. Đây. Này mình có thể mình chỉnh lại tí ha, cái này xấu quá. Đó, bạn có thể kéo giãn cái này cho nó rộng ra tí để mình dễ nhìn.
giá mua giá bán toàn đầu kỳ đó, nó có tổng nhập tổng xuất nha, còn cuối rồi chỗ này các bạn sẽ thấy là nó nhảy ứng với từng loại ha. À, tổng nhập nè, toàn đầu nè, bao nhiêu nè, tổng xuất, tổng cuối. Còn công thức này do mình insert vô nhiều quá nên nó nhảy, có thể là bên cái công thức trên sheet nó nhảy chưa có đúng. Đó, nhưng mà cái công thức ở bên này là nó nhảy đúng rồi nè. Đó, toàn hiện tại hiện có là bao nhiêu, hiện có đang âm do xuất nhiều quá nè, mà nhập thì ít, mà xuất thì nhiều nên nó âm nè. Đó. Thì nó sẽ nhảy, ví dụ như giờ mình chọn lại cái ngày của mình là cho tới ngày hôm nay đi ha. Đó. Ví dụ như giờ mình muốn cái này mình chọn xong nó nhảy luôn, thường báo cáo nhập xuất toàn nó sẽ không có nhảy liền ha. Đó, mình chọn xong nó mới nhảy nè, thấy chưa? Đó thì nó phải có cái thời gian để nó chạy cái công thức nó mới nhảy. Đó, ví dụ toàn cuối nó đang bị âm nè, do mình xuất nhiều quá, nhập thì ít mà xuất thì nhiều, do nãy mình test xuất nhiều quá nên nó ra nó bị âm. À, ở đây sao nó đang ra là cái số nhìn nó giống giống nhau hết đây. Coi lại hình như là mình xuất là mình chưa có loại trừ cái công thức của mình chưa có gắn vô là cái mã sản phẩm, đúng rồi, nên nó ra nó bị sai. Bây giờ thì sẽ chỉnh lại cái công thức vô cái mã sản phẩm ha, vào trong cái danh mục sản phẩm mình chỉnh lại cái công thức tí. À, hồi nãy hiền quên gắn cái mã sản phẩm, nó phải bằng mã sản phẩm nữa. Ok, bây giờ mình chỉnh lại cái công thức mình tí ha. Hiện có số dư đầu sum, rồi thêm vô một điều kiện nữa ha, cái này phải là and. À, mã sản phẩm bằng mã sản phẩm, bằng distro mã sản phẩm, do nãy hiền quên hiền không chỉnh này nên nó ra là nó lấy tất cả danh mục sản phẩm mã SP thôi. Ok, mã SP ha, mã SP. Rồi thứ hai là mình sửa hết lại cái này, sau đó mình copy lại cái công thức. Rồi copy lại cái này, dán vào đây. Đây mình thêm vô một cái dấu ngoặc đơn. Ok, thì như vậy nó mới tìm ra, nó lọc được chính xác từng mã sản phẩm. Rồi nãy mình để là nó cộng tất cả ha. Rồi toàn đầu cũng tương tự, toàn đầu thì mình cũng sẽ copy lại mã sản phẩm, rồi mình dán thêm mã sản phẩm vào, lưu lại. Rồi tiếp đến là tổng nhập cũng vậy, copy mã sản phẩm vào. Nãy quên dò mã sản phẩm. Rồi tổng xuất cũng copy mã sản phẩm vào. Rồi toàn cuối. Bây giờ hiện refresh lại ha. À, các bạn có thể gắn thêm một cái nút đồng bộ giống như hồi nãy Hiền làm trên cái nút mà xuất dữ liệu á, để nó đồng bộ cái báo cáo nhập xuất toàn này luôn ha. Thì mình có thể mình vào đây behavior, đây mình sẽ chọn cái nút là đồng bộ, copy lại cái nút này thôi. Đồng bộ file, đồng bộ phiếu, như vậy cho nên mình sẽ copy lại cái nút này, đồng bộ nhập xuất toàn. Thực ra cái nút này có cũng được, không có cũng chả sao, gắn ở trên cái mình đang xem ở trên cái report đúng không ạ. Thì ở đây mình sẽ gắn link to row trong cái cột là ID, và mình chọn ở đây là
mình sẽ đồng bộ tới là cái báo cáo nhập xuất toàn. Thì sau khi nó đồng bộ xong, nó sẽ mở lại cái báo cáo nhập xuất toàn. À, cái nút này mình có thể mình show lên, bởi vì mình muốn nó xuất hiện để mình có thể mình chọn, mình show nó lên ở trên đầu. Ok, thì bây giờ cái con số toàn của mình nó đã nhảy khác hơn rồi đấy. Giờ mình sẽ thử mình mua hàng thêm vào ha. Thêm một vài mặt hàng. VAT là hiện địa sai. Sẵn mình sửa luôn cái VAT cho nó nhảy cho đúng, mất công mình chỉnh đi chỉnh lại hoài. À, trong cái PO mình chỉnh lại cái VAT của nó là chỉ 10% thôi. Cộng VAT. À, chỗ này mình gõ lại là 0.1 ha. 0.1 để 10 là nó lại ra 10%. Ở sao nó vẫn chưa có nhận nè, để mình coi lại. Nó vẫn chưa có nhận cái công thức. Nó đang nhận hết, nó lấy total. Nó đang lấy bị sai xong rồi, nó đang lấy, nó phải lấy đúng. Hiện có bằng số dư đầu. Cộng với lại số lượng mã sản phẩm. Bằng distro mã sản phẩm 1. Công thức đúng rồi. Mã sản phẩm thì bằng với mã sản phẩm. Đây. Data mã sản phẩm. Data mã sản phẩm chứ. Do mình cái thì mình ghi là mã, cái thì ghi mã MS. Nên nó bị sai. Chỗ này phải là data mã sản phẩm. Ok, do hiện đặt cái tên nó không có nhất quán nên dẫn đến là mình cái khi mình gõ cú pháp nó bị sai. Nên sửa là chỗ này. Data mã sản phẩm.
còn bên cái danh mục sản phẩm kia thì lại đặt chữ khác. Này là sai sót. Nên các bạn khi mà các bạn khai báo data, các bạn chịu khó là rà hết lại và khai báo cho nó nhất quán. Do hiện khai báo không nhất quán nên dẫn đến là cái kết quả của mình là nó ra nó nhảy, nó lấy cái cột data bên cái danh mục này nó so luôn với này nên nó ra là sai. Ok, thì bây giờ là nó đã nhảy đúng rồi ha. Tổng nhập, tổng xuất, tuần cuối nó đã nhảy đúng theo cái số mình cần rồi. Bây giờ hiện chọn một kỳ báo cáo khác ha. Ví dụ mình chọn là ngày 13 đi. Mình đồng bộ cái. Thì cái này thì nó sẽ không có nhanh được giống như mình làm trên Google Sheet hay Excel là mình click qua mình thấy nó sẽ nhảy liệt liền ha. Mà mình phải đồng bộ cái nó mới nhảy. Đó, thì cái Upsheet thì nó sẽ bị hạn chế như vậy. Đó, thì bây giờ là mình đã có cái con số tuần cuối nó đúng 30/20/2007/5000 ha. Đấy, chỉnh lại cái. Đó, thì bây giờ nó sẽ ra cái con số tuần cuối của mình nó sẽ khác ha, 21/22/5000. Ok. Thì đây là cái cách mà để chúng ta có thể tạo một cái báo cáo nhập xuất tồn từ trong cái bảng dữ liệu của mình. Ok. Các bạn làm theo cái hướng dẫn của Hiền ha. Công thức thì Hiền vẫn share trên cái template, các bạn có thể vào xem để thực hành nhiều ha. Ok, giờ các bạn có hỏi gì thêm không? Em hỏi chút được không thầy? Được, được. Đấy, cái data core ấy đấy thì mình kiểu như là mình có thể chọn được thì mình có thể in được cái data core đấy ra không thầy? Được luôn. Được. Cũng có một cái bài hướng dẫn mà mình in được cái này ra ha. Một cái bài hướng dẫn để in ra. In nhưng mà nếu mà nó bị dài quá cái này cái màn hình nó cũng in được hết đúng không? Thực ra in là mình phải tạo một cái template như thế này mình in chứ không phải mình chụp cái màn hình đó mình in đâu. Tạo một template. Tạo một template để mình in. Okay. Thì mình sử dụng cái cú pháp là nó sẽ tham chiếu để nó filter ra để nó in thôi. Filter ra để in thôi. Thì có một cái bài xuất cái công nợ, đối chiếu công nợ PDF á. Thì Hiền có hướng dẫn cái này rất là đầy đủ. Các bạn có thể xem cái phần mà xuất đối chiếu công nợ ha. Cả CSV lẫn PDF. Mình đều có thể mình áp dụng cái này để mình xuất ra được hết. Okay. Đó, ở đây mình có thể mình thêm vô những cái nút đồng bộ, rồi xuất, rồi in này nọ mình thêm vào. Thì cái nguyên tắc của nó cũng tương tự như file PDF thôi. Ok, các bạn có hỏi gì thêm không? Cần giải thích lại không? Chưa làm nên là chưa có gì để hỏi hết. Nhớ thực hành nha. Phải thực hành thì lúc đó mình mới ra cái vấn đề. Chứ mình học qua một hai lần mình sẽ mới biết là nó là như vậy thôi chứ chưa có thực hành thì chưa có xử lý được. Ok bạn Phượng ha, và trước bạn Phượng có hỏi về cái template thì trong cái bài hôm nay mình học là coi như mình cũng giải quyết được phần lớn cái nhu cầu của Phượng rồi đấy. Rồi nếu mà chúng ta không có vấn đề gì nữa thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc bài học buổi tối hôm nay tại đây nhé.